mạnh nhất ở trên Biển Đông. Hiện bão đang cách Quảng Ninh hơn 500 km về phía đông đông nam và di chuyển nhanh hơn về phía đất liền nước ta. Vậy diễn biến của bão tiếp theo sẽ như thế nào? Gây mưa to, gió mạnh tới nước ta ra sao? Chúng ta sẽ cùng cập nhật với anh Bá Minh ngay sau đây. Vâng, thưa chị Minh Trang, siêu bão số 3 đã duy trì cường độ cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, có nghĩa là trên 220 km/h trong suốt 24 giờ qua, và có thể là giữ mức siêu bão này tới tận chiều nay. Hoàn lưu mây dông của bão thì có dạng là xoắn vào tâm, chứng tỏ là bão vẫn đang rất mạnh. Rìa xa của bão thì đã gây mưa dông ở nhiều nơi cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế suốt từ tối qua cho đến giờ. Tại Nghệ An thì còn ghi nhận là hiện tượng mây cuồn cuộn sóng hiếm gặp. Loại mây này còn là dấu hiệu cho thấy là thời tiết sắp có sự thay đổi đột biến. Mưa gió sẽ gia tăng hơn khi mà bão đi vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay với cường độ vẫn rất mạnh, tức là cấp 13 đến cấp 14 trên 134 km/h. Đến 10 giờ sáng mai, khi tâm bão ở trên vùng biển Quảng Ninh đến Nam Định, thì sức gió vùng tâm bão sẽ khoảng cấp 12 đến cấp 13 trên 118 km/h, giật cấp 15, tức là giật tới 183 km/h. Khả năng chiều mai, bão số 3 sẽ đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Với hoàn lưu rộng lớn, thì ngay từ chiều nay, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 cho vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ. Từ tối và đêm nay, thì cả Vịnh Bắc Bộ, gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà hay là Cát Hải, thì gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua từ cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, thời gian nguy hiểm nhất do gió bão là từ đêm nay cho đến tối mai. Cảnh báo là vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm có thủ đô Hà Nội, thì có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Từ cấp 8 đến cấp 9, gió bão có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, và quý vị không thể đi ngược chiều gió thổi, biển động rất mạnh. Từ cấp 10 cho đến cấp 11 thì gió bão sẽ làm đổ cây cối, cột điện, những nhà cấp 4 có thể bị đổ sập, biển động dữ dội. Từ cấp 12 trở lên thì sức tàn phá của bão cực kỳ lớn, biển động cực kỳ dữ dội và có thể đánh chìm cả những tàu có trọng tải lớn. Cùng với gió mạnh thì hôm nay Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế sẽ liên tục có mưa dông mạnh, tiềm ẩn với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm, ảnh hưởng rìa phía trước của bão. Từ đêm nay đến sáng mai mùng 9 tháng 9 thì cường độ mưa lớn bao phủ khắp khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Tổng lượng mưa ghi nhận là từ 100mm đến 350mm và có nơi là trên 500mm. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập lụt ở các vùng trũng thấp của đô thị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của bão số 3 trong các bản tin tiếp theo.